Theo thống kê của khoa hô hấp 1 bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ nhập viện do hóc dị vật có xu hướng tăng. Tính từ tháng 9 năm 2017 đến nay, khoa đã tiếp nhận 17 trẻ hóc dị vật. Trong số 17 trẻ nhập viện cấp cứu, có một trẻ tử vong vì hóc cọng kẽm quấn quanh đầu gây xúc xích, biến chứng viêm phổi kéo dài, nhiễm trùng huyết. Một ca bị di chứng não do thiếu oxy kéo dài vì hóc cục đồ chơi treo trên xe tập đi. Theo các bác sĩ, trẻ hóc dị vật rất đa dạng, từ các loại hạt cứng đến mềm, các loại xương như xương cá, xương heo cho đến đồ chơi, vật dụng, đèn led, đầu bút, đinh ốc. Trong khi đó, hóc dị vật là một tai nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng và phải được xử lý cấp cứu. Vì thế, cha mẹ khi chăm sóc trẻ cần chú ý quan sát, đặc biệt không nên cho trẻ chơi với các đồ vật có nhiều chi tiết nhỏ. Bác sĩ cũng cảnh báo, những hạt trân châu trong món trà sữa là một món có nguy cơ cao, nhất là những hạt dai mềm, dễ bám dính, có thể làm bít tắc đường thở, gây tử vong trong tích tắc. Bác đánh chưa nào, đi ra nhá.